GTX 1660 và GTX 1660 Ti là hai sản phẩm được dự đoán là sẽ ra mắt vào khoảng tầm giữa tháng 2 này, và đã có rất nhiều thông tin tràn lan về hai chiếc cảm màn hình này ở trên mạng rồi. Và như thường lệ trong video này, chúng ta sẽ cùng điểm qua thông tin của hai chiếc cảm màn hình đó. Và các bạn cũng lưu ý là tất cả thông tin trong video này thì mình đều tổng hợp từ rất nhiều nguồn trên các trang nước ngoài khác nhau, và vì thế cũng có thể có thông tin đúng, có thông tin sai, và để chính xác nhất ý, thì sẽ có video review khi mà chiếc cảm màn hình ra mắt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hai chiếc cảm màn hình mà nghe tên đã thấy khó nhớ rồi. Này Dũng ơi, làm review ở Hà Nội Computer có gì hay không? Thanh sẽ được làm việc tại một trong những môi trường review chuyên nghiệp nhất, được tiếp xúc với những sản phẩm công nghệ mới nhất tới từ những hãng lớn. Hàng ngày hay đấy, hay đấy. Được gặp những streamer nổi tiếng như là Hoàng Virus, Độ Missy Gaming rồi. Ngoài ra sẽ còn được tham gia cả những sự kiện lớn ở trong nước. Thôi không phải giới thiệu nữa, chỉ cho tôi chỗ đăng ký ấy. Hà Nội Computer đang tuyển dụng vị trí reviewer, MC cho channel YouTube, cả hình thức là full time và part time. Hãy đăng ký ngay ở link dưới phần mô tả này các bạn nhé. Điểm đầu tiên mà các bạn thấy và cũng như mình thấy đó chính là việc NVIDIA họ đã không còn gọi hai chiếc cạc này là RTX nữa, mà họ sẽ gọi là GTX. Và việc mà họ chuyển từ RTX sang GTX ý, thì cũng ám chỉ là NVIDIA họ đã cắt bỏ tất cả các nhân ray tracing ở trên hai chiếc cảm màn hình này rồi. Nhưng mà cái việc còn giữ Tensor Core hay không thì mình cũng chưa biết được, và phải chờ khi nào NVIDIA họ ra mắt thì mới biết được là còn Tensor Core hay không. Và cái việc mà họ cắt bỏ nhân ray tracing này ý, thì theo mình cũng thấy cũng khá là hợp lý. Tại vì bản thân hai chiếc cạc 1660 và 1660T thì được định phân khúc là nằm dưới chiếc 2060. Và bản thân chiếc 2060 cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn và chỉ chơi được các tựa game như là Battlefield 5 ở độ phân giải Full HD bật ray tracing cũng chỉ khoảng tầm từ 55 đến 60 FPS mà thôi. Vì vậy mà những chiếc như là 1660 hay 1660T mà các bạn bật ray tracing ra thì mình nghĩ cũng không hợp lý lắm. Và theo những các thông tin mình nhận được thì chiếc 1660T sẽ có mức giá vào khoảng tầm hơn 8 triệu, 8 triệu 1, 8 triệu 2 gì đó một tí. Thì cái phân khúc này là một phân khúc mà nó sẽ chám vào cái phần 1060 cái trước và bỏ ngọ ra, và sẽ thấp hơn 2060 khoảng tầm từ 2 đến 3 triệu. 2060 bây giờ thì giá nó khoảng tầm là 10 đến 11 triệu. Và cái phân khúc này thì mình cũng thấy là khá là hợp lý cho các bạn game thủ tầm trung, khi mà các bạn không cần trải nghiệm những cái hiệu ứng đổ bóng ánh sáng màu mè, mà các bạn chỉ cần quan tâm đó chính là các tựa game eSports cao cấp như là PUBG hay là Apex Legends mới ra, và các bạn cần chơi ở trên các màn độ phân giải Full HD hoặc là 2K ở tần số quét khoảng tầm 144 đến khoảng tầm cao hơn nữa là 240Hz. GPU thì GTX 1660T sẽ sử dụng là TU 116, và theo những thông số mà mình có được thì đây chính là phiên bản cắt giảm của TU 106 mà vốn được sử dụng trên RTX 2060 hay là 2070. Và nếu như 2070 sẽ là phiên bản TU 106 hoàn chỉnh với 36SM, 36 RT Core cùng với cả 4 memory controller hợp lại, thì 2060 sẽ bị cắt đi là 2 memory controller và 2 SM và 2 RT Core trên mỗi GPC như các bạn đang thấy ở trên video. Xuống đến 1660T thì tất nhiên chúng ta sẽ phải tạm biệt hoàn toàn tất cả các nhân ray tracing rồi. Và lần này sẽ là một GPC sẽ bị cắt bỏ hoàn toàn và chúng ta chỉ còn 24 SM mà thôi. Và sau đó NVIDIA sẽ tiếp tục cắt thêm 2 SM ở mỗi GPC nữa, và chúng ta đã có chiếc là 1660 thường. Và theo như mình thấy thì diện tích GPU của các VGA RTX nó đều rất là lớn, nên là sẽ có những khó khăn nhất định khi mà các bạn sản xuất. Và động thái lần này của hai chiếc 1660T và 1660 có thể sẽ là tận dụng những GPU bị lỗi của phần nhân ray tracing trên 2060. Dựa vào những thông số được leak ra trước mắt thì 1660T và 1660 được định vị là phân khúc tầm trung cấp, tức là số CUDA Core ở 1660 sẽ ngang với 1060 6GB, còn 1660T sẽ nằm giữa 2070 và 1060. Và với số nhân CUDA như thế này thì mình sẽ dự đoán là hiệu năng của RTX 1660T nó sẽ tiệm cận 1070, còn 1660 sẽ mạnh hơn 1060 khoảng tầm 10%. Điểm mà mình rất ưng ý đó chính là VRAM của hai mẫu cặp màn hình này đều giữ ở 6GB 192 bit, một mức VRAM rất tốt để các bạn có thể chơi các tựa game hiện tại độ phân giải 2K trở xuống mà không hề gặp hiện tượng tràn VRAM như các mẫu VGA 1060 3GB cái trước gặp phải. Về hiệu năng thì rất tiếc chúng ta chưa có nhiều thông tin, mà chính xác ra là chỉ có đúng một bức ảnh duy nhất trên mạng, đó chính là tựa game Ask a Singularity. Với thiết lập 2 ở độ phân giải Full HD thì 1660T sẽ ghi nhận kết quả là 7400 điểm, tức là ngang ngửa với GTX 1070 và hơn 1060 khoảng tầm 20%. Và đây cũng là mức hiệu năng mà mình sẽ hy vọng là đạt được ở chiếc cạc này. Và xét rộng ra thì 2060 sẽ có hiệu năng tương đồng 1070T, thì sự chênh lệch giữa 1660T và 2060 sẽ chỉ là khoảng tầm 10-12%. Và nếu các bạn hy vọng những cái đột phá công nghệ ở trên 1660 và 1660T thì rất tiếc là sẽ có gần như không có đột phá công nghệ gì mới cả. Và 1660 và 1660T thì nó sinh ra cũng không phải hướng đến những cái đấy, mà nó hướng đến đó chính là những các bạn game thủ, các bạn cần những cái trải nghiệm hiệu năng trên giá thành tốt nhất. Các bạn cần chơi game ở độ phân giải Full HD, các bạn cần chơi game ở độ tần số quét 144 hay là 240Hz. Và điều này thì mình tin chắc chắn 100%, đó chính là 1660 và 1660T sẽ làm rất là tốt. Và ngoài ra còn một cái mảng thị trường nữa, đó chính là mảng GameNet.
khi mà các bạn đã chơi game thì chắc chắn là mình tin chắc là 99,99% các bạn không bao giờ các bạn bật ray tracing khi mà chơi game ở con nét cả. Mà các bạn cần đó chính các bạn cần một cấu hình khỏe, các bạn cần chơi màn Full HD, các bạn chỉ cần là 144Hz trở lên thôi. Và điều đấy thì chắc chắn là 1660Ti sẽ làm rất là tốt rồi. Và ngoài ra thì cái cặp sản phẩm là 1660Ti này nó sẽ xuất hiện ở trên kệ trên hàng computer khoảng tầm vào ngày 22 đến 24 tháng 2, tức là rất sớm sau khi video này được ra mắt. Và về của hãng nào thì mình cũng chưa thể nói được, nhưng mà giá sẽ loanh quanh khoảng tầm 8 triệu đồng. Và mình tin chắc chắn là hai chiếc cặp này vẫn sẽ là hai chiếc cặp đời mới sau chiếc 2060 là chiếc cặp có hiệu năng trên giá thành tốt nhất trong series mới này.